Dạ, xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2024, tức là nhằm vào ngày 30 tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn. Trời lúc này đang đổ mưa rất là lớn quý vị. Đà Lạt bình yên rất là vui, thật sự Đà Lạt bình yên lấy làm vui vô cùng luôn. Như vậy là ngày hôm qua là ở nhà có hỷ sự, tức là việc việc vui đó quý vị, lễ cưới hỏi vừa xong á, thì ôi trời đổ mưa, mà ngày hôm qua thì thật sự là một bầu trời trong xanh nắng đẹp, Đà Lạt bình yên. Nhà có việc hỷ sự, việc cưới hỏi cưới xin tổ chức ở ngoài nhà hàng rất là vui mừng luôn, may mắn cho Đà Lạt bình yên quá. Ngày hôm qua thì lại trời trong mây xanh nắng đẹp, rồi tất cả các cô chú bác anh chị em bà con đều là đến dự tiệc đông đủ, không thiếu một ai hết. Nếu mà trời đổ cơn mưa như hôm nay thì thật sự không biết như thế nào. Đúng là thật sự nhờ ơn trời, ơn trên che chở, rất là mừng vui luôn quý vị. Không biết được như thế nào, không biết trước được ra sao, thưa quý vị và các bạn. Hôm nay trời mưa tầm tã, may quá, lòng thật sự vui mừng khôn xiết luôn. Cảm ơn ông trời đã ban tặng cho một ngày Đà Lạt bình yên ngày hôm qua, ngày mùng 1 1 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 29 tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn, một ngày trời trong mây xanh nắng đẹp, mở tiệc cưới hỷ sự cho tang tàn, rất là vui mừng. Xin cảm ơn ông trời, cảm ơn tất cả mọi người, rất rất cảm ơn tất cả quý bà con thân viên hai họ, quý vị khách mời trong nước gần xa đã về từ ngàn xa vạn vạn dặm đã về dự chung vui ngày tiệc cưới của con chúng tôi. Xin rất chân thành cảm ơn quý vị.